Bạn nhìn như đây là mương cái của Thượng Mỗ các bạn. Mương cái Thượng Mỗ hai bên cây rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, cây rất đẹp luôn. Cây rất đẹp. Còn cái cầu này thì đã kém quá rồi, chưa làm lại được. Đi lại rất nhiều người. Đấy, đây là hai bên đường rất là rộng rãi và cây thì rất đẹp và rộng rãi nhé các bạn nhé. Đây là giữa đường Thượng Mỗ. Đi ra Liên Hồng Liên Hà đây. Các bạn cảnh rất đẹp luôn. Như một dòng sông nhỏ. Mà thấy không? Nếu mà có thuyền bơi đây cũng hay đấy. Rất đẹp. Hai bên đường xe chạy rất là rộng rãi thoáng. Cảnh cực kỳ đẹp bạn nhé. Để lên trước cái chẳng nó chật rồi. Để lên ghế luôn. Đấy. Bọn tôi đi chơi mà còn mang được cả bưởi đấy. Đúng không? Đấy. Quả xe nào này? À, lại vừa đi không vào không đường nữa, phải tông nó đi xe lát tất cả xe. Ai đi tông? Có ai bị sao không? Có bị sao không? Vừa người về rồi chắc đau lắm mà. Ôi, chết chết trên đây. Cái chùn càng. Chùn hết cái càng như này. Đấm cái xe nó đỗ. À, nó hút vào mình à? Xe bọn đâm nó đỗ, nó làm hoa. À, đâm xe máy nó à? Hay là đâm xe ô tô? Ô tô nó đỗ. À, tô, ô tô chắc nó chở ấy à? Đóng hoa. Chắc là không để ý đây mà. Có cọc gang không nhỉ? Có cọc gang. Kiểu gì vòng ấy mà chun ở đây kiểu gì? Chun rồi. Chồng. Nắn này. Sợ quá. Chú đi luôn. Đó. Hay giờ bất khối tiền đây. Giờ yếm mỹ là linh tinh này không phải ít tiền đâu nhờ. Hay bộ yếm của nó giờ cũng nhiều. Hả? Hay là để trần cho đi cho nó ngầu. Bỏ tất ra đi cho nó ngầu cũng được. Củ thì... Mất bộ yếm rồi. Thế là không, người không bị sao là tốt rồi. Cái phá này vẫn người được. Sao là tốt rồi. Cái phá này đắt nhất này. Thì... May mà hút một ít gió. Cái hết lẫy niếc này này. Cái hết lẫy bên trong một chiếc nữa ấy. Chắc phải thay hết rồi. Đấy. À. Thôi, giờ phải thay cái mới để ăn Tết thôi. May con người không được gì. Tô đỗ mà không nhìn thấy sao không để ý. Chồng có đi. Không để ý, chắc kiểu này không để ý thôi. May là người rồi, cứ quan trọng là may người. Cả rau thôi này. Chắc nó hỏng nó vỡ cái này mở cửa này. À, nó nghiêng, nó nghiêng đổ. Nghiêng nó chảy dầu lắm. Rồi. Không bị chảy xong rồi, nó bị kiểu gì kiểu kiểu. Chú ơi, sau này nó tạm được quả bưởi nhé. Hôm nay thử tiên nó toàn rồi nhé. Là tạm biệt các bạn nhé. Đi đâu đây, cắt